Sự kiện hãng xe hơi Porsche chọn sàn chứng khoán Frankfurt của Đức vào thời điểm thị trường đi xuống và có rất ít doanh nghiệp mới chào sàn vào ngày 29 tháng 9 vừa qua được báo chí kinh tế châu Âu quan tâm. Theo Reuters, với tên mã chứng khoán là 911, được lấy theo tên mẫu xe nổi tiếng nhất do Porsche AG chế tạo. Cổ phiếu 911 của Porsche AG đã tăng ngay trong lần đầu ra mắt thị trường chứng khoán Frankfurt của Đức. Với giá mở cửa là 82,5 euro cho một cổ phiếu, tương đương với 1,8 triệu đồng kết phiên, thị giá của cổ phiếu 911 đạt giá 84,88 euro một cổ phiếu, giúp giá trị vốn hóa của Porsche AG tăng gần 3% so với đầu phiên. Porsche trở thành một trong những công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Âu. Cùng ngày, cổ phiếu của Volkswagen giảm 5% giá trị, mặc dù về bản chất hai thương hiệu này cùng thuộc công ty mẹ Volkswagen AG. Một nhà phân tích của công ty môi giới chứng khoán CMC Markets cho biết. Có vẻ như đang có sự chuyển dịch từ cổ phiếu Volkswagen AG sang Porsche AG. Nhà sản xuất ô tô thể thao được một số người coi là nhà sản xuất hàng xa xỉ, do đó được định giá cao hơn một thương hiệu công nghiệp ô tô thuần túy. tờ Courier ra tại Áo cho biết, tổng vốn của Porsche được chia thành 911 cổ phiếu, một nửa là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, nửa còn lại là cổ phiếu ưu đãi không biểu quyết. 25% lượng cổ phiếu ưu đãi tương đương với 114 triệu euro, được bán ra thị trường tự do hôm 29 tháng 9. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể mua cổ phiếu được chào bán công khai tại Đức, Áo, Thụy Sĩ, Italia, Pháp và Tây Ban Nha. Dự kiến 49% tổng lợi nhuận hàng năm của hãng xe sẽ được chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Porsche lên sàn trở thành sự kiện ở châu Âu, còn vì chứng khoán đang không còn hấp dẫn như trước. Các doanh nghiệp không mặn mà gọi vốn, nhà đầu tư cũng chán nản vì thua lỗ. Tờ Southwest Press ở Đức cho biết, suốt từ đầu tháng 6 đến nay, ở Đức không có thêm doanh nghiệp nào lên sàn. Còn tính từ đầu năm, chỉ có 7 công ty khá nhỏ dám nhảy vào gọi vốn trên thị trường chứng khoán. Tất cả các doanh nghiệp mới chào sàn ở Đức đều thua lỗ, có công ty thua lỗ tới hơn 10%. Poachers là một doanh nghiệp tăng trưởng rất tốt, nhưng tờ báo vẫn nghi ngại rằng đây chỉ là sự kiện cá biệt. Poachers khó có thể phá băng thị trường, khó tạo động lực cho các công ty khác lên sàn gọi vốn nhìn rộng ra các thị trường chứng khoán khác ở châu Âu, không khí chán nản bao trùm. Theo tờ Journal De Gossios tại Bồ Đào Nha, cơ quan thị trường và chứng khoán châu Âu nhận định, thị trường chứng khoán sơ cấp ở châu Âu đã trải qua một đợt suy thoái lớn trong nửa đầu năm 2022. Trước khi Poachers trao sàn tại châu Âu, trong nửa đầu năm nay chỉ có 66 doanh nghiệp niêm yết mới, thu về vỏn vẹn 4 tỷ euro trên thị trường sơ cấp. Các đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn trong cùng thời kỳ cũng chỉ huy động được thêm 32 tỷ euro, thấp nhất trong 15 năm trở lại đây. Porsches lên sàn trong bối cảnh này như một điểm sáng trong tổng thể điều hưu chứng khoán châu Âu. Giám đốc điều hành Porsches AG Oliver Bloom cho biết, Tất nhiên là chúng tôi đã cảm thấy nóng lòng và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ các nhà đầu tư là rất tích cực. Hãng xe Porsche danh tiếng cũng vừa kết thúc một năm kinh doanh rất thành công, lợi nhuận năm ngoái đạt 4 tỷ euro. Mặc dù Porsche AG đang đặt mục tiêu sản xuất 80% xe điện vào năm 2030, nhưng CEO Bloom phủ nhận việc họ đang hướng tới việc trở thành một nhà sản xuất xe điện thuần túy, tức là họ vẫn duy trì lắp ráp xe sử dụng động cơ đốt trong.